Một đời thương. Tác giả Vân An. Tập 2. Tiếng hét của Vi An vang vọng khắp căn biệt thự. Ba mẹ của Thiên Vũ và Thành Quân đang ngồi nói chuyện liền vội vàng đứng lên, nhanh chân đi vào phòng bếp. Nhìn thấy một trai một gái nằm đè lên nhau ở dưới sàn, tay Thiên Vũ còn đặt vào nơi không có nên đặt. Ông bà Dương kinh ngạc nhìn con trai, còn Hứa Thành Quân nói lớn: "Thiên Vũ, cậu bỏ tay ra khỏi người em gái của tôi ngay!" Thiên Vũ giật mình lúng túng, vội rút về hai tay đang ôm ngực Vi An. Bất ngờ, mất lực chống đỡ, cả người Vi An càng dí sát vào Thiên Vũ, môi cô chạm xuống môi anh. Bấy giờ, không riêng hai nhân vật chính trố mắt nhìn nhau, mà tất cả người có mặt ở đây đều không dám chớp mắt dù chỉ một giây thôi. Hứa Thành Quân vội bước tới đỡ em gái dậy. "Vi An, đứng lên cho anh!" Vi An cố gắng trấn an hô hấp. Khi đã đứng vững bên cạnh anh trai, cô bực bội miết mạnh cánh môi lau đi cái sự đụng chạm vừa rồi. Nụ hôn đầu của cô vậy mà lại bị cái tên đàn ông đáng ghét này cướp mất. Cô tức không thể đá cho Dương Thiên Vũ vài cái. Lúc trước là hiểu lầm, là đánh quan, nhưng lần này gắn cho anh cái mác biến thái thì không sai chút nào. Đá cho vài cái hãy còn nhẹ chán đó, phải dằn tay đánh nhừ đòn một trận mới đã đời. Vi An ôm cánh tay anh trai, giọng nói mang đầy vẻ ấm ức. Anh ta bắt nạt em. Em và Thiên Vũ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh ta không có đứng đắn, động tay động chân với em. Quen Thiên Vũ 3 năm, thời gian không có dài cũng không có ngắn cho một tình bạn, nhưng đủ để Thành Quân hiểu hết con người của Thiên Vũ. Cậu ta đứng đắn hơn bất kỳ người mà anh quen, luôn giữ khoảng cách nhất định với phái nữ, thì làm sao có cái chuyện đó, có những hành động thiếu lịch sự với Vi An. Những gì vừa rồi anh và mọi người chứng kiến có lẽ là hiểu lầm mà thôi. Thiên Vũ phủ nhận lời nói của Vi An. Cô ăn nói cho cẩn thận nghe, tôi không có đứng đắn chỗ nào, động tay động chân với cô khi nào. Anh còn cãi nữa, ngay giờ rồi anh mới... Vi An không tiện nhắc lại những điều mà mọi người đều thấy. Cô ngập ngừng bỏ lửng câu nói ở đó vì biết mọi người sẽ hiểu ý của mình. Không may cô té lên người của tôi. Cũng không có may tôi đặt tay lên không có đúng chỗ. Chứ cô cứ nghĩ mình ngon lắm hả? Mà tôi thèm đụng vô. Vi An tức đến mức nước mắt phủ hơi sương. Ông Dương hỏi con trai. Đang ngồi với mọi người ở ngoài kia, tự nhiên con vào trong này làm cái gì? Con có chuyện cần nói với Hứa Vi An. Con và Vi An quen biết chưa có lâu, thì có chuyện gì mà phải nói riêng chứ. Lâu rồi con có chủ động bắt chuyện với ai đâu. Con... Không ngờ Thiên Vũ nói hết, Vi An cắt ngang. Bác trai, bác gái, con trai của hai người thật sự rất quá đáng. Thử hỏi có ai cần nói chuyện mà tự nhiên lùi xuất hiện sau lưng người ta, không nói không rằng tiếng nào đâu. Đến khi cháu phát hiện, bị giật mình thì lại bịt chặt miệng cháu, không có cho cháu phản ứng. Bà Dương đi đến đánh vào cánh tay con trai, bà trách. Con đang làm cái gì vậy hả? Sao bắt nạt em? Con không có bắt nạt cô ta đâu. Con chỉ đang chứng minh cho Vi An thấy rõ con không có làm gì xấu với cô ta cả. Sao mà phải chứng minh? Hai đứa hiểu làm nhau chuyện gì? Đó, ba mẹ coi đi. Quân, cậu coi đi. Xong thì nói cho mình biết ai đúng ai sai. Thiên Vũ mở cái đoạn video vừa rồi và thuật lại cuộc gặp gỡ với Vi An. Mọi người nghe xong hiểu được đầu đuôi câu chuyện là do hai bên có chút lầm lẫn. Chỉ cần giải thích làm quà là được rồi. Nhưng nhìn biểu cảm của hai nhân vật chính thì xem ra rất khó. Bà Dương nghĩ dù gì con mình là đàn ông, chuyện không có muốn thì cũng xảy ra rồi. Mà Vi An đã xin lỗi, thôi thì con trai bà chịu thiệt thêm một chút nữa. Xin lỗi Vi An để hai bên bớt căng thẳng, về lâu về dài chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng khi bà khuyên Thiên Vũ, anh lại nhất quyết không có chịu xin lỗi Vi An. Đã vậy còn nói với Hứa Thành Quân rằng: cậu về dạy lại em gái của mình đi ngang, để cô ta bớt cái tính chảnh chọe, tự phụ, không có hiểu lý lẽ. Người như em gái của cậu bước chân vào showbiz, nếu sống thật với tính cách này thì chỉ có kéo Annie Pen, còn sống giả tạo, cố tình xây dựng hình ảnh tốt đẹp trước công chúng, đến khi phát hiện thì cũng sẽ bị ghét, fan quay lưng lại mà thôi. Tôi khuyên cậu, tốt nhất nên cho em gái cậu đi học một lớp bồi dưỡng đạo đức. Thiên Vũ, cậu muốn chết phải không? Ai cho cậu cái quyền nói em gái tôi như vậy? Tôi rất hy vọng Hứa Vi An xấu tính không có phải là do cậu nuông chiều quá thành ra sinh hư. Vi An không phải người xấu, cô càng không có hư như Thiên Vũ nói. Chẳng qua từ đầu hai bên đã có ấn tượng không có tốt, nên mỗi lần gặp gỡ đều có cái nhìn xấu về đối phương. Trước này Vi An cũng chưa từng đối xử quá đáng với bất kỳ ai, ngoại trừ người cô ghét cay ghét đắng. Nhưng không hiểu vì sao với Dương Thiên Vũ, cô lại có những hành động trẻ con thiếu cảm tính như vậy. Vi An hãy còn đang ôm hận ở trong lòng, nghe Thiên Vũ nói vậy thì cũng hùng hổ đáp trả. Thiên Vũ, anh nghĩ mình cao siêu lắm hay sao mà sau vài lần gặp ngắn ngủi thì đã đánh giá con người của tôi. Tôi nói cho anh biết nha, cho dù cả thế giới có ghét tôi, có hiểu lầm tôi, thì tôi cũng không có cần đến cái loại người như anh phải hiểu đâu. Tôi càng không có cần thiết phải cố gắng phấn đấu để trở thành phiên bản dạng người yêu quý. Tôi chỉ cần là chính mình mà bản thân cảm thấy thú vị nhất là được rồi. Ngay cả khi tôi gia nhập vào showbiz, tôi vẫn sẽ sống thật với tính cách của mình, là một Hứa Vi An độc nhất vô nhị, không có cần theo hình mẫu của bất kỳ ai, bất kỳ người nào mong muốn, anh rõ chưa? Ai yêu mến nổi cô chắc đầu óc không có bình thường. Không bình thường thì cũng là fan của tôi. Còn anh đó hả? Cô nào mà yêu đúng anh là khổ cả đời. Người ta có bỏ anh tôi cũng không có lấy làm lạ, vì anh quá xấu tính xấu nết, nhỏ mọn. Vi An không hề biết chuyện cá nhân của Dương Thiên Vũ. Trong lúc nóng giận nghe anh chê những người yêu mến mình nên mới buộc miệng nói ra cái câu nói vừa rồi. Nhưng Thiên Vũ rất ghét người khác đụng chạm đến chuyện tình cảm của mình. Lời nói của Vi An hoàn toàn chọc điên anh. Ánh mắt Thiên Vũ sắc lẹm, nhìn cô chằm chằm, nhìn rất ghê sợ, ngữ điệu lạnh lùng như băng. Biến đi, cút khỏi nhà tôi, nhanh! Giọng nói của Thiên Vũ rất lớn, mọi người đều hiểu anh đang rất tức giận. Vi An bị đuổi nên không có mặt dày ở lại làm gì, cô kéo theo anh trai của mình. Trước khi về không quên chào ông bà Dương. Hứa Thành Quân dẫu có binh vực em gái, không vui vẻ gì khi bạn tốt đánh giá sai về Vi An, thì anh cũng không có thể phủ nhận em gái quá nóng nảy. Anh khuyên Vi An: chuyện đâu còn có đó. Sao em và Thiên Vũ cứ phải làm lớn gay gắt với nhau như vậy chứ? Một bên là bạn, một bên là em gái. Hai người có không có bằng lòng thì cũng nên nể mặt anh, nể mặt ba mẹ của Thiên Vũ chứ. Em đành đá quá, người ta nghĩ sai về em, người thiệt thòi sẽ là em đó. Em cần cái loại người như Thiên Vũ hả? Anh thấy đó, anh ta có nể mặt anh đâu. Nói em thế này mà nghe được à? Anh ta là đàn ông, nhưng nhất quyết phải hơn thua với một đứa con gái, quá hẹp hòi luôn. Cậu ấy là phó tổng của Hứa Dương đó. Em có ghét Thiên Vũ thì sau này vẫn thường xuyên gặp cậu ấy thôi. Hai bên căng thẳng, chỉ khiến tâm trạng cả hai tồi tệ mỗi khi nhìn thấy nhau. Em sẽ coi anh ta như không khí rồi lướt qua. Người như anh ta không có đáng để em bận tâm. Nói chung, trong cái chuyện này Thiên Vũ sai 10 thì em sai 9. Ai cũng có lỗi, ai cũng ương ngạnh cố chấp. Sao? Em không có sai. Anh đừng có bên bạn anh. Nói đến đây thì Thành Quân và Vi An về đến nhà. Vì mãi nói chuyện nên khi đi qua sân cả hai không để ý có một chiếc xe khác đang đậu tại gara. Bước vào phòng khách, nghe tiếng nói quen thuộc của ông Hứa, cả hai bất ngờ vì hôm nay ba qua đây. Thấy anh em của Vi An về, bà ngoại hỏi: hai anh em đi chơi về rồi hả? Dạ. Anh em cô trả lời xong thì quay ra chào cha. Con chào ba. Ừ. Thái độ Vi An với ông Hứa rất xa cách. Cô ngồi xuống bên ngoại hỏi ông: ba đến đây làm cái gì vậy? Ba qua thăm bà, có vấn đề gì không? Không, con hỏi vậy thôi. Bà ngoại nhìn ra tâm trạng của Vi An đang không tốt. Bà cứ ngỡ vì sự xuất hiện của ông Hứa, chứ không nghĩ là cô đang hậm hực Dương Thiên Vũ. Bà các cháu vừa mới sang, bà đang tính gọi điện kêu hai đứa về đó. Không cần thiết đâu, tụi cháu mới gặp 3 tuần trước mà, không có gặp nhiều năm còn không sao, huống chi là 1 tuần. Con nói có đúng không vậy ba? Ông Hứa im lặng nhìn Vi An. Thành Quân ngồi bên liền đập nhẹ vào tay cô nhắc nhở. Dù không có tình cảm, cũng không được nói chuyện với ba như vậy. Nếu hai bên có bất đồng quan điểm hay tranh cãi một vấn đề nào đó thì không nói. Đằng này mọi người đang rất bình thường. Thái độ của Vi An như vậy sẽ chọc giận ông Hứa. Mục đích của ông Hứa qua bên đây, ngoài thăm bà ngoại ra, thì còn thông báo cho anh em Vi An biết. Thứ Tư tuần sau, ông sẽ làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Thêm một việc nữa là mong muốn Thành Quân cho Hứa Uyển Tâm gia nhập công ty giải trí của anh. Đương nhiên Hứa Thành Quân không đồng ý. Phần về anh em của anh và mẹ con họ không có ưa gì nhau. Phần về anh đoán Hứa Uyển Tâm vào công ty sẽ không có ý tốt. Kiểu gì cô ta cũng tìm cách gây sự với Vi An. Vì vậy Thành Quân không có mảy may một giây suy nghĩ, anh dứt khoát từ chối. Uyển Tâm mới 17 tuổi. Con nghĩ bà nên để máy tập trung vào việc học cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới được tốt nhất đi. Nhà mình đâu có phải thiếu thốn mà cần đi làm sớm. Xô biết xô bồ là nhiều vấn đề. Con thấy Uyển Tâm không có hợp với cái nghề này. Biết là em còn nhỏ, nhưng so với Vi An hay xưa thì vẫn hơn 1 tuổi. Hơn nữa có con dìu dắt ba rất yên tâm. Ba tin Uyển Tâm có thể cân bằng giữa việc học và đam mê. Xin giúp cho con gái út có khác. Ngữ điệu ông Hứa mềm mỏng. Rốt cuộc, trong tim có ông có chỗ nào dành cho anh em Vi An không mà sao không có thấu hiểu tình cảnh này? Con chung con riêng đã bất hòa, lại muốn Thành Quân phải dìu dắt con của người phụ nữ đã từng đánh anh em anh. Thử hỏi anh có tình nguyện không? Vi An ghét Hứa Uyển Tâm hơn bất kỳ ai, vậy mà bỗng dưng lại nói đỡ cho cô ta. Anh, nếu Uyển Tâm đã thích thì cứ mặc em ấy theo đuổi đam mê đi. Gia chạm sớm cho hiểu sự đời sớm khôn người hơn. Không rõ Vi An đang nghĩ cái gì, nhưng Thành Quân tin em gái mình không phải ngẫu hứng đồng ý. Hẳn là cô đã có tính toán, muốn dạy cho Hứa Uyển Tâm sáng mắt ra. Biết rằng một khi ông Hứa đã mở lời thương lượng, nếu anh cứng rắn, không có thỏa hiệp, thì ông sẽ nghĩ ra cách gì đó ép buộc cho bằng được. Cho nên Thành Quân đổi ý chấp nhận lời của ông. Từ ngày biết Vi An là em gái Hứa Thành Quân, thái độ của Phương Tiểu Thanh đối với cô khác hẳn. Thường xuyên chủ động đến tìm Vi An nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, miễn là làm cho Vi An vui. Không dừng ở đó, Tiểu Thanh còn tốt bụng marketing giúp cho Vi An trong khi cô không hề cần đến giúp đỡ. Vi An biết mỗi việc Tiểu Thanh làm cho mình đều là muốn cô có thiện cảm, thích cô ta hơn, sau đó thì dung dáng với anh trai. Nhưng mà một khi Thành Quân đã không thích thì ngay cả Vi An cũng không thể thay đổi. Tình cảm là ở trong tim mỗi người, bất kỳ ai cũng không có làm chủ, không chi phối được. Sau lần đụng độ ở nhà Thiên Vũ, tình bạn giữa Thành Quân và Thiên Vũ vẫn rất bình thường, không có sức mẻ miếng nào. Nhưng do cả hai làm lãnh đạo cho hai công ty nên phải phân chia thời gian đến Hứa Dương. Nếu ngày chẳng Thành Quân đến thì ngày lẽ Thiên Vũ đến. Vì vậy những lần gặp mặt ở công ty giải trí rất ít. Tan làm mới có thời gian rảnh rỗi uống với nhau vài ly. Về phần Vi An, mỗi khi gặp Thiên Vũ, cô đều làm ngơ như không thấy. Mà Thiên Vũ cũng không có muốn liếc cô dù chỉ là một lần. Cả hai cứ như nước với lửa. Ngay cả người không thích nhiều chuyện còn nhìn ra hai người có điều bất thường. Huống chi Tiểu Thanh luôn để ý đến Vi An. Tiểu Thanh tò mò hỏi Vi An. Em và anh Vũ có vấn đề gì hả? Sao chị hỏi vậy? Tại chị thấy hai người lạ lắm. Từ ngày em làm ở công ty đến nay cũng gần 1 tháng rồi mà chưa lần nào chị thấy em và anh Vũ nhìn thẳng vào nhau luôn đó. Anh Vũ là bạn tốt của Quân nhà em. Theo lẽ cũng sẽ xem em như em gái hoặc như một người bạn bình thường mới quen. Nhưng đằng này hai người cứ cái kiểu gì đó, giống như là trong mắt cả hai không có sự tồn tại của đối phương. Anh ta tốt đẹp gì đâu mà tôi phải nhìn. Tôi có anh Quân là anh trai đủ rồi, không có cần thêm anh, cũng không có cần làm bạn với anh ta. Nghe cái ngữ điệu qua từng lời nói của Vi An, đủ hiểu cô không có ưa Thiên Vũ. Phương Tiểu Thanh cười nói, anh Vũ đẹp trai lại tốt tính. Nếu mà chị không có mê anh Quân nhà em, chắc quay qua tán Thiên Vũ rồi đó. Vậy sao chị không tán anh ta đi, bám dính theo anh tôi làm gì, trong khi anh tôi luôn từ chối chị. Với chị, anh Quân là số một, mưa dầm thấm lâu, cái kiểu gì anh ấy cũng đổ cho mà coi. Đợi tới khi anh Quân đổ bởi chị, tôi không chừng đã sinh con được mấy lứa rồi đó. Ta chỉ yêu Dương Thiên Vũ, có khi lại có kết quả hơn. Yêu anh Vũ mới là không có kết quả đó, em không biết gì sao? Biết cái gì? Thì là chuyện tình cảm của anh Vũ đó, Quân không có kể cho em nghe sao? Không, chị kể cho tôi biết đi. Tiểu Thanh nhìn ngó xung quanh, sau đó người xích gần Vi An, âm thanh nhỏ dần. Nhưng em phải tuyệt đối giữ bí mật, không có được nói với ai là chị kể đâu đó. Vì anh Vũ ghét người khác bàn tán cái chuyện riêng của anh lắm, đặc biệt là chuyện tình cảm. Ừ, tôi sẽ giữ bí mật mà, lo gì? Theo như chị biết, thì anh Vũ hồi trước có yêu một chị bằng tuổi, học chung lớp đại học. Yêu nhau sâu đậm lắm, nhưng không biết vì lý do gì mà chị ấy đi biệt tâm biệt tích 5 năm nay rồi. Anh Vũ đi tìm chị suốt à, chỉ cần nơi nào có khả năng tìm được là anh Vũ lập tức đi ngay. Muốn tìm thì đến gặp gia đình chị kia mà hỏi, cái kiểu gì ba mẹ chị cũng biết tung tích con gái mà. Gặp rồi, nhưng ba mẹ chị đó nói không có biết chị ấy đã đi đâu, hoặc có thể là họ làm theo ý chị ấy cố tình không có nói. Chắc anh ta làm cái gì có lỗi với chị gái kia nên chị ấy mới ghét đó, không có muốn gặp lại, chứ không có ai đang yêu lại bỏ đi biền biệt đâu. Không, anh Vũ tốt lắm, em nghĩ đi. Làm gì có người đàn ông nào bị bạn gái bỏ rơi mà vẫn chờ đợi, tìm kiếm suốt 5 năm trời không? Nếu là người khác, có khi trải qua thêm vài ba mối tình rồi nữa. Ai biết? Trước mặt mọi người anh ta cố tỏ ra chung thủy thì sao? Không thể nào đâu, em cứ nghĩ xấu cho anh ấy không à. Thôi, đừng có nhắc tới anh ta nữa, tôi lướt web shopping đây. Về lâu rồi mà chưa có mua được cái gì nhiều. Chị cũng đi đọc kịch bản phim đi. Không chừng đến khi diễn quên thoại là phải diễn đi diễn lại đó. Ừ, vậy lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp nghe. Vi An gật đầu, cô mở điện thoại lên nhưng đầu óc không có tập trung đến cái màn hình mà suy nghĩ về những chuyện Tiểu Thanh vừa kể với cô. Nhớ lại thời gian vừa qua, có vài lần cô đứng ngoài ban công phòng của mình, vô thức nhìn sang nhà đối diện thì bắt gặp cái dáng vẻ trầm tư của ai kia đang uống rượu. Khi đó, cô cứ nghĩ Thiên Vũ là một tên nghiện rượu nên tối nào cũng phải uống vài ly mới chịu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh đang nhớ người con gái kia. Cô ta phải chăng rất đẹp mới khiến anh yêu đậm sâu khó dứt đến như vậy. Vi An chưa từng yêu nên không hiểu tình yêu rốt cuộc là cái giống gì mà khiến con người ta dù đau khổ vẫn không có chịu buông bỏ. Chỉ mong sau này, khi cô gặp được người làm trái tim mình rung động, có thể cùng người đó nắm tay đi đến hết con đường, một đời một kiếp yêu thương trọn vẹn. Ở công ty, ngoài tổng giám đốc và phó giám đốc ra, thì Vi An là lớn nhất, mặc dù cô không có giữ chức vụ gì ngoài cái danh em gái sếp tổng. Những hợp đồng quảng cáo chụp hình, Thành Quân đều cố ý giới thiệu em gái với khách hàng. Dù vậy, nghệ sĩ trong công ty không có ai ghét bỏ hay đố kỵ vì Vi An rất kén chọn, không phải job nào cô cũng nhận và có những job mà Thành Quân thấy không có phù hợp với em gái, anh sẽ loại ngay. Cũng là con gái nhà họ Hứa, nhưng Hứa Uyển Tâm không có được ưu ái như An. Thành Quân không ngần ngại gì mà thông báo với trên dưới công ty rằng hãy cứ coi cô ta là nhân viên mới, thiếu sót chỗ nào thì nghiêm khắc rèn nắn chỗ đó. Công việc cô ta muốn hướng đến cũng là làm người mẫu giống như Vi An. Thời gian Uyển Tâm đến công ty rất ít, một tuần chỉ 2-3 buổi có mặt tại Hứa Dương. Nhưng mỗi lần đến là một lần bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Vi An còn tưởng cô ta không có chịu được sẽ bỏ ngang, vậy mà vẫn lì lợm ở lại, còn không quên về nhà mách lẻo với ông Hứa, bịa chuyện nói anh em Vi An làm khó cô ta. Biết tin tập đoàn DNJ thuê 2 mẫu chụp hình cho bộ trang sức mới, ban đầu Hứa Thành Quân đã giao hợp đồng này cho Vi An và Tiểu Thanh. Nhưng vì xảy ra việc ngoài ý muốn, Tiểu Thanh không có đi được nên phải thay người khác. Uyển Tâm liền nằng nặc đòi đi. Chủ tịch tập đoàn DNJ nổi tiếng khó tính. Trước khi Vi An tới đó, Thành Quân đã nhắc nhở cô làm việc phải thật nghiêm túc, không có được phép đắc tội với Trần Việt Duy. Vi An có thể trẻ con, thiếu chín chắn với anh trai và bà ngoại, nhưng với công việc, với người ngoài, cô đặc biệt biết điều, hiểu chuyện khôn khéo. Đến nơi, trợ lý Hào là người trực tiếp làm việc với chị em cô. Sau gần 1 tiếng chụp hình, trong lúc giải lao chờ chụp cái bộ ảnh thứ 3, Hứa Uyển Tâm xin phép ra ngoài. Tại phòng vệ sinh, 2 bé gái đang rướn người đứng trước bồn rửa tay. Tuệ Nghi không may làm vương một ít nước lên váy. Con bé lém lỉnh nhìn sang Thiên An nở nụ cười hàm chứa ý đồ. Chưa đến 3 giây sau, Tuệ Nghi vẫy cái tay ướt của mình về phía Thiên An mà nói: "Chị bị ướt váy nên em cũng phải ướt nha. Chị Tuệ Nghi xấu tính. Em xấu tính thì có đó. Em sẽ mét bác Duy. Chị không có sợ đâu. Ba Duy bên chị." Cứ vậy, 2 cô nhóc hứng những giọt nước ít ỏi trong đôi bàn tay nhỏ xíu của mình hất về phía đối phương. Cả phòng vệ sinh tràn ngập tiếng cười, tiếng nói khúc khích. Đang hí hửng nô đùa mà không để ý có người bước vô. Khi Tuệ Nghi hứng cả một tay đầy nước hất về phía em họ, thì cũng là lúc Thiên An chạy lùi về phía sau tránh né, nên đã vô tình đạp lên chân của người đó. Cái lực đạp không quá mạnh, nhưng với tính khí của Hứa Uyển Tâm, cộng với việc bị ướt, cô ta cau có ra mặt, trực tiếp xô mạnh Thiên An ngã ra sàn, nghiến răng ken két. "Cái con điên này, mày mù hả?" Với một đứa trẻ mà thái độ của cô ta khó ưa thế như vậy, đã không nói năng nhỏ nhẹ còn trợn mắt, lườm bé gái như muốn ăn tươi nuốt sống. Thiên An biết mình sai, dù chỉ là vô tình làm tổn thương người khác. Trái ngược với Thiên An, giây phút nhìn em họ bị người ta xô ngã phát ra một tiếng bịch rất lớn. Tuệ Nghi vội chạy đến đỡ Thiên An cùng với ánh mắt nhìn chằm chằm Uyển Tâm không chút sợ sệt. Hứa Uyển Tâm phớt lờ lời xin lỗi của Thiên An, lại thấy Tuệ Nghi trừng mắt nhìn mình không chớp thì càng quá đáng hơn. Cô ta dúi đầu Tuệ Nghi: "Mày thích lườm không? Có tin tao móc móc mày không hả?" Đang ở công ty của gia đình, lại có ba chống lưng mà không cần đến Trần Việt Duy, thì lâu nay Tuệ Nghi cũng đâu có biết sợ ai. Con bé không những không có cụp mi mắt mà còn cong môi đáp: "Cô mới mù. Cô là người lớn phải biết tránh chứ. Cô đẩy em tôi té rồi. Cô mau xin lỗi em đấy đi." Tuổi còn trẻ mà bị gọi là cô, Hứa Uyển Tâm chướng tai gai mắt. "Cái con tranh này, mày dám trả treo với tao hả? Tao tát cho bể cái miệng mày ra bây giờ đó. Có chút tuổi đầu mà nói năng láo tét. Phòng vệ sinh không phải nơi cho tụi mày đùa giỡn đâu. Đạp chúng tao đâu còn làm quần áo tao ướt hết. Tao đẩy như vậy là nhẹ đó." Cả cái tòa nhà này chỗ nào cũng thuộc quyền sở hữu của Trần Việt Duy, tương lai sẽ giao lại cho Tuệ Nghi và Thiên An, nên việc hai chị em cô muốn phá phách ở nơi nào cũng không ai ý kiến. Hứa Uyển Tâm không biết thân phận của 2 bé gái, cho rằng là con của khách hàng đến mua trang sức nên cứ thỏ sức ra ngoài. Bản thân chỉ vừa trở thành người mẫu cho DNJ trong bộ sưu tập mới mà đã kiêu căng như kiểu mình là siêu sao, không có cho phép người khác làm phật lòng cô ta. Có mặt của những cán bộ cấp cao trong tập đoàn thì ra vẻ là người hiểu chuyện, biết trước biết sau, làm việc chuyên nghiệp, nhưng khi không có ai thì lại làm khó nhân viên đòi hỏi đủ điều. Giờ phút này còn đắc tội với nhân vật giỏi ăn vạ, đến khi Trần Việt Duy biết chuyện thì cô ta cứ đợi mà lãnh hậu quả đi. Tuệ Nghi nói: "Quần áo cô ướt có chút xíu à, đau chút thì khô thôi. Chút xíu với tụi mày, nhưng không có chút xíu với tao. Tao còn phải làm việc, mày biết chưa? Quay sang mà nhìn nhau đi, coi tụi mày có khác nào ma mút không. Váy áo ướt hết, tóc tai rã rượi như mấy con ngẩn ngờ, phèn hết chỗ nói luôn à, quê một cục." Bị chê không có thương tiếc, Tuệ Nghi bất mãn ra mặt. Rõ ràng là đồ của tụi nó mặc đều mua của các thương hiệu có tiếng, chẳng qua vì nô đùa nên váy áo mới bị bẩn. nhưng nó luôn đẹp nhất trong mắt của con bé và đều là những món Tuệ Nghi thích thì ba mẹ mới mua về. Thấy người trước mặt hung dữ, tính Thiên An hiền lành nên không muốn ở đây tranh cãi với Hứa Uyển Tâm. Cô bé liền giật giật cái váy của chị họ, kêu Tuệ Nghi hãy cùng mình ra khỏi đây. Nhưng chưa đợi hai đứa nhỏ thống nhất với nhau, Uyển Tâm đã đẩy một bên vai của Tuệ Nghi hất cầm. Mau xin lỗi tao, lẹ lên. Không, em An xin lỗi cô rồi, bây giờ cô phải xin lỗi em ấy chứ. Rành còn. Tuệ Nghi mặt vẫn vinh lên, dương mắt nhìn Uyển Tâm, mà cô ta lúc này cũng đã giơ tay dò đánh cô bé. Thiên An sợ chị họ bị đánh, rồi kéo Tuệ Nghi đứng sát vào mình cất tiếng nói. Cháu xin lỗi cô, là lỗi của cháu, do mãi chơi mới đạp phải chân của cô, không có liên quan đến chị Tuệ Nghi. Hứa Uyển Tâm nhìn Thiên An. Mày có vẻ biết điều hơn đó. Chứ cái con ranh này thì quá mất dạy, nói chuyện với người lớn mà cứ cân cân ra. Tao mà là cha mẹ của nó, tao giả cho rụng hết răng. Tuệ Nghi càng thêm ghét cô ta, không nói không rằng, nắm tay Thiên An tính về phòng tìm cha. Có điều hai đứa vừa đi được mấy bước liền bị Hứa Uyển Tâm túm đuôi tóc giật ngược lại. Thiên An nhíu mày, còn Tuệ Nghi khẽ kêu lên gì đâu. Tao chưa cho tụi mày đi. Bỏ tụi cháu ra. Tao không có bỏ, mày làm gì được tao. Đồ xấu, cháu sẽ mét bà. Nghe vậy Hứa Uyển Tâm nở một nụ cười giễu cợt. Cô ta buông tay, nhéo vào người cái Tuệ Nghi mấy cái thiệt đau, làm da dẻ con bé nhanh chóng ửng đỏ. Vừa nhéo, nó vừa chửi. Mét đi, mày nghĩ tao sợ hả? Cho mày chừa cái hỗn láo nè. Nhìn thấy mặt mũi chị họ nhăn nhó gì đâu, Thiên An dùng sức lực bé nhỏ của mình đẩy Uyển Tâm. Không đợi cô ta kịp tóm lại, đã kéo chị chạy thật nhanh ra ngoài. Hứa Uyển Tâm hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sắc lẹm nhìn theo bóng dáng của hai đứa khuất dần. Không muốn đuổi theo gây khó dễ, vì cũng ái ngại khi đụng mặt ba mẹ của chúng. Rồi lỡ rùm beng lớn chuyện, cấp trên của DNJ sẽ có cái nhìn không tốt về mình. Hơn nữa, cô ta cần phải nhanh quay lại phòng chụp hoàn thành cho xong công việc. Tuệ Nghi ấm ức, mắt rất nhanh đã phủ hơi sương, đi về phòng làm việc của chủ tịch tiệm bar. Mới chỉ đứng trước cửa, con bé đã miếu máu lớn tiếng gọi. Ba ơi, ba, ba ơi. Nghe giọng con gái không tốt, Trần Việt Duy đang làm việc cùng với trưởng phòng PR cũng phải dừng lại, ngẩng đầu nhìn hai đứa nhỏ. Thấy viền mắt Tuệ Nghi đỏ que, Việt Duy liền đứng dậy đến bên con, cả người cúi thấp, đặt hai tay lên bả vai con gái khẩn trương. Sao vậy? Sao lại khóc? Quần áo của hai đứa sao dính ướt vậy hả? Có người đánh con và em An đó. Cái gì? Ai đánh các con? Tuệ Nghi khóc lớn ngã vào lòng của bà, nức nở kể tội của Hứa Uyển Tâm. Con biết, nhìn cô ta lạ lắm. Con và em An đang chơi ở trong nhà vệ sinh thì cô ta bất ngờ xuất hiện, nên em An không có may đụng phải. Nhưng mà em An không có cố tình đạp vào chân cô ta đâu, vậy mà cô ta đẩy em An té lăn ra đất đó bà. Cô ta mắng tụi con mù, còn đòi móc mắt con nữa. Trần Việt Duy chửi thầm trong miệng. Mẹ kiếp, một tiếng rất nhỏ không để cho Tuệ Nghi nghe được. Anh dỗ nhẹ lưng con bé an ủi. Nín đi, bây giờ ba kêu người đi tìm cô ta, đòi công bằng lại cho hai đứa. Tuệ Nghi rời khỏi vòng tay của cha, gật gật đầu rồi lau nước mắt kể tiếp. Cô ta còn giật tóc chị em con, nhéo con nữa đó. Đây nè, ba coi đi, đỏ hết đây nè. Con bé chỉ vào cái vết đỏ đã mờ trên tay của mình. Để tăng thêm tính chân thật, Tuệ Nghi giật tóc ba. Đau như vậy đó ba, rụng nhiều tóc lắm. Dù rất muốn cười trước hành động của con gái, nhưng vì tức giận, vì thấy Thiên An vẻ mặt ỉu xìu buồn bã đứng một bên không có nói tiếng nào, Việt Duy biết ngay con bé đau nên đưa tay về hướng Thiên An trầm giọng. Thiên An, lại đây bác coi, con có đau chỗ nào? Cô nhóc dạ rất nhỏ như sắp khóc, chậm chậm bước tới bên anh. Trần Việt Duy xoay Thiên An một vòng kiểm tra rồi chỉnh lại quần áo, buộc gọn tóc cho hai đứa, sau đó nhìn trưởng phòng PR căn dặn. Nói với nhân viên giám sát trích xuất camera lối vào phòng vệ sinh, rồi trong khoảng thời gian hai đứa ở đó, mang lên đây cho tôi. Dạ, tôi sẽ làm ngay. Chuẩn bị hai bộ quần áo nữa. Nói xong, người đàn ông vội vã đi làm. Cùng lúc, vì đợi Hứa Uyển Tâm quá lâu, không có muốn mất thời gian của mọi người. Giả lại người mẫu chính ở trong buổi chụp hình hôm nay là Hứa Vi An. Do vậy, khi cô ta giải quyết xong việc cá nhân, thì Hào đã cho nhân viên thu dọn, chuẩn bị qua phòng của Trần Việt Duy báo cáo. Hứa Uyển Tâm ghen ghét Vi An, nhưng chỉ dám lén lút lườm cô mà không có để bất kỳ ai trông thấy. Trong lòng không ngừng mắng chửi, đổ lỗi cho hai đứa nhỏ. Hào bước đến bên Vi An, đưa cho cô một chai nước suối. Cực khổ cho em rồi. Có cực khổ gì đâu, công việc của em nhiều khi còn phải chụp ở ngoài trời nắng nóng nữa đó, chứ như thế này có là cái gì, nhàn rỗi lắm luôn đó. Cảm ơn em đã hợp tác để chúng ta có một buổi làm việc hiệu quả. Anh tin sếp Duy sẽ rất hài lòng về bộ ảnh này. Dạ. Em và Uyển Tâm cùng anh đến phòng sếp tổng luôn nghe. Dạ. Khi nhân viên giám sát mang cái đoạn dữ liệu Trần Việt Duy cần tới báo cáo, cũng là lúc Tuệ Nghi nhìn thấy bóng hình của cô gái vừa rồi đang đi sau Hào. Con bé lập tức chỉ tay về phía ba người, nói lớn. Ba ơi, là cô ta kìa, cô ta đánh con đó, là cô ta đó ba ơi. Nương theo hướng bàn tay con gái, Việt Duy thấy rõ hai cô gái nhưng chưa thể xác nhận ai mới là người Tuệ Nghi nhắc đến, vì cả hai đi thành một hàng thẳng. Uyển Tâm ở ngay sát phía sau lưng Vi An. Thoạt nhìn Vi An tưởng Tuệ Nghi đang nói mình. Cô nhớ là chưa từng gặp bé gái này, thì sao có chuyện cô đánh bé chứ. Quay đầu nhìn về phía sau, liền bắt gặp cái dáng vẻ lãng tránh của Hứa Uyển Tâm, mà cô ta lúc này mới dở lẽ ra mình đã đụng tới con gái của người không có nên đắc tội. Ánh mắt Trần Việt Duy toát lên cái vẻ thâm sâu khó lường, âm thầm đánh giá từng cử chỉ nét mặt của hai cô gái. Nhà họ Trần và họ Hứa không có quan hệ, nhưng bà ngoại Trần Việt Duy và bà ngoại Vi An là chỗ quen biết. Mẹ anh và mẹ cô hồi chưa lập gia đình đã rất thân thiết. Sau này người còn người mất, đến thời của Vi An thì hai bên mất liên lạc. Một năm gần đây, Hứa Dương có chỗ đứng trong giới nên Thành Quân có nhiều cơ hội hợp tác với DNJ, và cả hai mới nhớ ra đời trước từng quen biết. Nhưng không vì vậy mà Trần Việt Duy chấp nhận người của công ty Hứa Dương làm việc thiếu hiệu quả, càng không có dung túng cho kẻ dám động đến con gái và cháu của anh. Vậy nên trước khi đến đây, Thành Quân mới nhắc em gái. Hào nhận ra cái điều bất thường ở Trần Việt Duy, anh ta cất tiếng hỏi Tuệ Nghi. Có chuyện gì vậy? Chú Hào, cái cô kia đánh cháu và em An, còn giật tóc nháo hai đứa tụi cháu nữa đó. Cô kia? Hào quay đầu nhìn, rất nhanh đã hiểu con bé nhắc tới là ai. Hứa Uyển Tâm chột dạ, nghe Tuệ Nghi vạch tội thì miễn cưỡng cười xòa phủ nhận. Em gái, em có nhận lầm chị với ai không? Chị có đánh em đâu. Cô nói dối, ba cháu có camera đó nghe, mở ra coi là cô hết đường chối cãi luôn đó. Ba mau đòi lại công bằng cho chị em con đi. Trần Việt Duy nhắc hai đứa nhỏ ngồi im trên ghế. Anh chưa có xử lý Hứa Uyển Tâm ngay mà bình tĩnh hỏi cô ta. Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Em tên Hứa Uyển Tâm, 17 tuổi. Việt Duy cười khẩy, lời nói đầy mỉa mai. 17 tuổi còn chưa có học xong, hỏng trách vừa ngu vừa thiếu giáo dục. Biết không thể nói dối, nhưng Hứa Uyển Tâm cũng không có dám nhận hết những cái chuyện mình đã làm mà nói. Sếp Duy, chuyện giữa em và hai đứa nhỏ chỉ là hiểu lầm. Em có lỡ làm cho hai bé không có vui thì xin anh bỏ qua cho em lần này. Tại em không có biết bé là con của anh nên có đùa hơi quá, mong anh trọng lượng. Không biết là con của tôi nên mới thỏa sức bắt nạt. Nếu là con người khác, cô nghĩ ba mẹ của chúng nó bỏ qua cho cô sao? Cô lại đây. Không rõ Trần Việt Duy định làm gì. Ngoài nghe theo thì Hứa Uyển Tâm không còn lựa chọn nào khác. Cô ta chậm chậm bước tới. Khi đã đến gần anh thì bất ngờ bị Trần Việt Duy cầm cả cái bình nước hất thẳng vào mặt. Chưa đợi Hứa Uyển Tâm kịp phản ứng, Việt Duy đã túm đầu cô ta ghì mạnh, ép mặt cô ta dí xuống bàn kính. Hứa Uyển Tâm sợ hãi, giọng nói run rẩy cầu xin. Sếp Duy, Tôi xin anh tha cho tôi không có dám nữa. Cô còn dám, e rằng ba mẹ của cô cũng không có nhận cô là con luôn đó. Dạ, tôi xin lỗi, anh bỏ tay ra được không, tôi đau. Lúc cô đánh con gái và cháu gái của tôi, cô có nghĩ chúng có bị đau không? Lực ghì càng lúc càng thêm mạnh, hai mắt của Hứa Uyển Tâm đỏ ửng chực khóc. Mọi người đều không ai nói đỡ cho cô ta, ngay cả Vi An cũng trơ mắt đứng nhìn cô ta bị hành hạ. Ai kêu những ngày còn nhỏ mẹ con Hứa Uyển Tâm hùa vào bắt nạt anh em cô, bây giờ bị người mạnh hơn dạy dỗ đúng là đáng đời. Có cần tôi gọi Hứa Thành Quân đến dọn dẹp hậu quả cho cô gây ra không? Hứa Uyển Tâm liên quan gì đến Thành Quân chứ? Vi An đứng một bên im lặng nãy giờ, nghe Trần Việt Duy nhắc đến anh trai thì lập tức lên tiếng. Chuyện của Hứa Uyển Tâm không có liên quan đến anh của em. Anh cô đã đưa đến công ty tôi một kẻ không có ra cái gì. Nếu hôm nay là người khác, cô nói xem hai đứa nhỏ có bị thương không? Người lúc đầu được chọn là em và Tiểu Thanh, nhưng chị Thanh bị bệnh sởi, không có thể đến nên mới phải thay người. Anh Quân vốn không có chọn Hứa Uyển Tâm, là cô ta nằng nặc đòi đi. Công ty của em cũng đã hỏi bên anh trước rồi, được sự đồng ý nên bên em mới thay người. Tôi còn tưởng cô sẽ nói giúp cho Nguyệt Tâm, xin tôi ta cho, không ngờ cô lại mặc kệ. Sai thì phải chịu thôi, nhưng mà theo em, có trẻ nhỏ ở đây anh không có nên có những hành động bạo lực, tránh các bé học theo. Trần Việt Duy trầm mặc nhìn Vi An, một lúc lâu sau mới buông Hứa Uyển Tâm ra. Cô ta dội lùi về sau, đứng ho sặc sụa, cúi gằm mặt tránh ánh mắt sắc bén như dao của Việt Duy. Anh ngồi tựa lưng ra ghế, điệu bộ khoan thai. Hứa Uyển Tâm, tôi cho cô một phút biến khỏi tầm mắt của tôi trước khi tôi đổi ý. Dạ. Hứa Uyển Tâm vội vã bỏ đi. Vi An cũng cúi chào để ra về, nhưng Trần Việt Duy giữ cô lại. Hào đưa cho anh xem những tấm hình vừa chụp của Vi An, còn hình ảnh của Hứa Uyển Tâm tự động bị loại bỏ. Trần Việt Duy rất hài lòng về hình ảnh của Vi An, mà hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh ngước xem ké cũng tấm tắc khen cô xinh đẹp. Việt Duy đổi cách xưng hô. Thành Quân có nói cho em biết DNJ đang cần tìm người đại diện cho năm nay không? Em có nghe qua. Được, tôi dự định sau buổi chụp hình hôm nay sẽ cân nhắc giữa em và Phương Tiểu Thanh. Nhưng xem ra dù Tiểu Thanh có đến hay không thì tôi vẫn chọn em. Lý do rất đơn giản, em phù hợp hơn Tiểu Thanh rất nhiều. Chị Tiểu Thanh rất muốn trở thành người đại diện của DNJ. Chọn ai là quyền của tôi, không phải ở người khác muốn hay không. Tôi cần một gương mặt mới lạ. Tôi tin là em sẽ sớm nổi tiếng hơn cả Phương Tiểu Thanh. Cảm ơn anh. Tôi còn việc phải đi. Nếu em muốn dạo một vòng quanh DNJ, người của tôi sẽ dẫn em đi. Dạ thôi, em cũng có việc. Em xin phép về trước. Được. Về phần công việc trợ lý của tôi sẽ làm việc với bên em. Dạ. Cảm ơn anh. Chào anh. Quay về công ty, người đầu tiên Vi An tiếp chuyện chính là người mà cô ghét nhất, Hứa Uyển Tâm. Bắt gặp Vi An tại phòng nước, cô ta khôi phục lại cái dáng vẻ hách dịch láo liếu chặn đường Vi An. Cô cười nhạt hất cằm. Sao? Mày lại muốn kiếm chuyện hả? Phải, tao chính là muốn kiếm chuyện với mày đó. Rảnh rỗi thì về nhà học đi em gái. Không khéo trượt tốt nghiệp, đã thiếu đạo đức mà còn thiếu học nữa, lại thành vô dụng. Đến lúc đó, vừa xấu mặt mày vừa xấu mặt ba mẹ, đặc biệt là bà dì ghẻ độc ác đó đó. Mày bớt vênh váo đi, không tao giả cho răng nó tung tăng đi tìm lợi đó. Trước mặt người khác thì khúm núm sợ sệt y như con rùa rụt đầu. Giỏi sao con chạy về nhà mét ba đi, còn dắt cái mặt về công ty làm cái gì? Không tự xấu hổ à? Anh em của mày cố tình cho tao đúng không? Trước này tụi mày đâu có dễ gì mà cho tao được như ý đâu. Lần này lại đồng ý để cho tao đi chụp hình cùng với mày. Đúng ra ngay từ đầu tao nên đề phòng khi anh em mày tốt bụng đột xuất đó. Mẹ con mày xấu xa nên nghĩ ai cũng xấu xa như vậy sao? Tự mình trước quả vào thân còn đổ thừa cho ai? Tao ước gì lúc đó Trần Việt Duy bóp cổ mày lâu lâu một chút nữa, lấy nước nóng dội từ đầu xuống chân cho mày chết phỏng luôn. Trừ cái thói bắt nạt người khác. Cái con chó này, tao sẽ mét bà nói mày cố tình hại tao. Về mà mét đi hả? Mày nghĩ tao sợ ổng hả? Bịa đặt nhiều có ngày tao xé miệng kêu mẹ con mày ra đó. Hứa Uyển Tâm tức giận, nghiến răng ken két, giơ tay định đánh Vi An, nhưng bị cô kịp thời giữ được. Vi An đẩy mạnh xô cô ta té về đằng sau và chạm vào cái cạnh bàn, kêu lên một tiếng thật lớn. Vi An chỉ tay vào mặt Hứa Uyển Tâm. Dịnh cái tay lên mà nghe cho rõ đi. Ngày nào mày còn ở Hứa Dương, muốn phá đám anh em tao thì ngày đó tao không có tha cho mày. Chỉ cần có cơ hội, tao nhất định sẽ dìm chết mẹ con mày để cho mày biết thế nào là đau khổ. Mày, đồ chó! Hứa Uyển Tâm đưa mắt sang thấy có ly cà phê cô ta pha còn chưa có uống. Nhớ vừa rồi bị Trần Việt Duy đổ nước lên người, cùng với lòng ghen ghét Vi An, cô ta cầm ly nước thẳng tay hất về phía chị của mình. Rất may Vi An phản ứng nhanh, kịp thời tránh được. Quần áo trên người cô vẫn còn khô, không có hề dính một giọt cà phê nào. Nhưng có ai kia thì không có may mắn như cô, hứng trọn cà phê lên người. Hứa Uyển Tâm hốt hoảng mở to hai mắt nhìn Dương Thiên Vũ, còn Vi An nhìn thấy cái bộ dạng nhếch nhác của anh thì cười lắc lẻo. Dương Thiên Vũ, nhìn cái mặt anh mắc cười quá à. Còn đâu cái gương mặt đẹp trai nhiều người say mê. Giờ phút này Vi An không biết nên dùng cái từ ngữ nào để diễn tả được hết cái biểu cảm khó coi của Thiên Vũ. Đầu tóc, mặt mũi, quần áo ít nhiều đều có dấu vết của cà phê đen. Anh Thiên Vũ, anh có sao không? Hứa Uyển Tâm vội vàng bước đến, tay chân lúng túng muốn chạm vào người của Thiên Vũ, nhưng anh né tránh giữ khoảng cách với cô ta. Nghe tiếng cười giòn giã đắc ý khi người khác gặp nạn của Vi An, đầu chân mày vốn đã chau lại càng thêm nhíu chặt hơn. Ánh mắt Thiên Vũ lướt qua người của Uyển Tâm, sau đó dừng ở chỗ Vi An. Cười đủ chưa? Lần đầu tiên sau cuộc đụng độ lần trước, Thiên Vũ chịu mở lời nói chuyện với cô. Vi An ngừng cười, cô bày ra cái dáng vẻ như không nghe rõ, đưa tay vây nhẹ cái lỗ tai. Anh vừa nói cái gì? Nhắc lại được không? Tự nhiên thính giác của tôi gặp chút vấn đề, không có phải tiếp nhận lời nói của anh. Bớt giở trò đi, cười đủ rồi thì ngậm cái miệng vô. Ngữ điệu của Dương Thiên Vũ rất lạnh, rõ ràng đang tức giận, nhưng người gây ra chuyện này đâu phải Vi An. Cười hay không là quyền của cô, anh lấy tư cách gì ngăn cản? Đã vậy còn quát cô nữa. Vi An hướng mặt cao hơn, kiêu ngạo đáp lời. Tôi không ngậm miệng được, tôi cười thì sao, anh làm gì được tôi? Thiên Vũ, tôi nói cho anh biết nghe không, người hất cà phê vào trúng anh là Hứa Uyển Tâm, không phải tôi, mà anh quay ra câu có khó chịu với tôi. Đừng có giận cá chém thớt, coi chừng thớt làm gãy cái dao đó. Trần đời, Thiên Vũ chưa từng gặp người con gái nào hung hăng như Hứa Vi An. Anh nói ngắn thì cô cãi lại dài, không có muốn giữ hình tượng hay dịu dàng mềm mỏng. Với Thiên Vũ, cô cứ như có thù có oán từ ngàn năm trước, không có mở miệng nói chuyện thì thôi, hãy cất lời là y như rằng đấu khẩu. Không vì Thiên An là em gái của Hứa Thành Quân, có lẽ anh đã đuổi thẳng cổ cô ra khỏi công ty, chèn ép cô, không cho cô có cơ hội phát triển trong giới giải trí. Cũng vì bạn tốt nên Thiên Vũ mới xui xui không muốn để bụng cái câu nói lần trước của Vi An hôm ở nhà họ Dương. Nếu không, trăm vạn lần cô đừng có nghĩ được sống yên ổn. Ấn tượng về Vi An đã xấu, ấn tượng với Hứa Uyển Tâm càng xấu hơn. Từ lâu Uyển Tâm đã có tình cảm với Thiên Vũ, hầu hết cô ta đều cố tình chọn ngày lẻ đến công ty để có cơ hội gặp Thiên Vũ. Uyển Tâm chưa từng che giấu tình cảm đối với anh, nhưng lại luôn luôn cố gắng che đậy cái bản chất xấu xa của mình, lúc nào cũng tỏ ra đáng thương. Thiên Vũ đâu có còn xa lạ gì chuyện anh em bất hòa trong gia đình họ Hứa. Vậy nên chưa từng tin hay muốn nghe lời của Hứa Uyển Tâm, anh tránh cô ta không khác nào tránh tà. Uyển Tâm lấy tờ giấy tính lau người giúp Thiên Vũ, giọng nói với anh thay đổi 180 độ so với Vi An, nhẹ nhàng không còn chanh chua. Em xin lỗi anh Thiên Vũ, em không có cố ý hất cà phê vào người anh đâu, để em lau giúp anh nghe. Tôi có tay tự mình lau được, cô tránh xa tôi ra đi. Nhưng mà tại em mà quần áo của anh bị bẩn, anh cứ để em lau giúp cho, nếu không em sẽ áy náy lắm đó. Hứa Vi An đứng một bên, Nhìn thấy cái cảnh người này muốn lau người kia né tránh mà bật cười đầy giễu cợt. Cô chép miệng, lắc đầu mấy cái rồi nói: Uyển Tâm nè, đã mang họ Hứa thì đừng có nên làm xấu mặt gia đình chứ, không khéo người ta lại nghĩ em mang họ Tô của mẹ em đó. Tô Hoài Thu nhanh chóng trở thành vợ hai của ông Hứa, hẳn trước đó đã câu dẫn ông ta từ trước, cho nên bao nhiêu năm qua trong mắt của Vi An, bà ta không chỉ là mụ dì ghẻ độc ác mà còn là một mụ hồ ly vừa già vừa xấu. Lời của Vi An chính là ám chỉ Hứa Uyển Tâm mê trai, mặt dày bám víu đàn ông. Cô ta hiểu nhưng không có phản biện, chỉ lén bậm môi lườm Vi An tránh cho Thiên Vũ nhìn thấy. Vi An nói tiếp: Chết, chị quên mất, một nửa dòng máu chạy trong người em là của dì ghẻ. Chị không có quyền xúc phạm mẹ tôi, dù sao bà ấy cũng là vợ của ba chị đó. Hồi nãy giờ có cái từ nào mà trong câu nói của chị xúc phạm mẹ em chưa ha? Là em tự cho rằng mẹ em đáng bị người ta dẫm đạp đó nghe. Chị gọi mẹ tôi là dì ghẻ, từng câu từng chữ chị nói đều hàm ý xúc phạm còn gì. Em gái, em nhạy cảm quá rồi đó, chị... Chưa đợi Hứa Uyển Tâm nói hết, Vi An chặn ngang: Chị không có ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa, nếu không em lại lầm bầm rủa thầm chị. Chị đi cho em có cơ hội gần gũi với phó tổng nghe. Em thấy chị có đối tốt với em không? Nhớ là lần sau đừng có cầm ly cà phê hất chị nữa đó, như vậy mất dạy lắm, người ngoài sẽ đánh giá em vô giáo dục. Mẹ em không có dạy được em, nhớ chưa? Thôi chị đi đây, em cố để được lau người giúp cho phó tổng nghe. Nói rồi Vi An cố ý nháy mắt đầy thách thức, cười khinh bỉ bỏ đi. Trong lòng Hứa Uyển Tâm hận không thể giữ cô lại chiến đấu với nhau một trận. Giống dĩ được ở cùng với Thiên Vũ trong không gian riêng, cô ta nên vui mới phải. Nhưng giờ phút này cười làm sao nổi, đã khó ghi điểm trong mắt của Thiên Vũ, còn để anh bắt gặp cái cảnh này. Vi An đi rồi, Dương Thiên Vũ không có ý định pha cà phê nữa nên đi tới nhà vệ sinh. Hứa Uyển Tâm mặt dày lẻo đẻo chạy theo sau. Anh Thiên Chủ, anh đừng có giận em nghe. Im đi, đừng có bám theo tôi. Anh, tôi nói cô im ngay, tránh xa tôi ra. Dương Thiên Vũ quát lớn. Hứa Uyển Tâm bám theo anh đến trước cửa nhà vệ sinh thì dừng lại, ngậm ngùi nhìn Thiên Vũ vào trong. Lúc đầu cô ta tính đợi bên ngoài, sau đó sẽ lại mặt dày theo anh cho đến khi Thiên Vũ bỏ qua cái chuyện hồi nãy. Nhưng được một lúc cô ta bèn đổi ý, chạy thật nhanh xuống dưới công ty, sang bên phía cửa hàng bán đồ nam phía đối diện, mua cho Thiên Vũ bộ quần áo mới. Thiên Vũ quay về phòng làm việc, trong lúc chờ trợ lý chuẩn bị cho mình một bộ đồ khác thì Hứa Uyển Tâm cũng đã mua xong cho anh. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Thiên Vũ mời người bên ngoài vào. Nhìn thấy Uyển Tâm, mi tâm anh nhíu lại. Cô vào đây làm cái gì? Tại em mà quần áo của anh bị bẩn cho nên em áy náy lắm. Em vừa mới mua cho anh bộ đồ mới, kiểu dáng và màu sắc khá giống với bộ của anh đang mặc. Anh xem có hợp không? Không cần, cô ra ngoài đi. Như vậy sao được? Anh không thể mặc đồ dơ cho đến khi tan làm đâu. Tôi đã nói là không cần, cô không hiểu sao? Những cái việc này trợ lý của tôi sẽ chuẩn bị, không có phiền tới cô. Nhưng mà em không có thấy phiền, em tự nguyện. Cô còn nói nữa, tôi sẽ cho cô nghỉ việc luôn đó. Từ lúc đó, đừng có lấy cha của cô ra mà ép Thành Quân phải nhận cô vào lại công ty. Tôi sẽ không có chấp nhận đâu. Hứa Uyển Tâm uất ức. Em có làm gì quá đáng đâu mà anh đuổi em. Cô đã quên mà hôm nay mình đã làm cái gì rồi sao? Người ở bên DNJ vừa mới gọi tới nói về cái buổi chụp hình đó. Cô đúng là gan lớn thiệt, muốn chập chững học làm người mẫu chưa lâu đã gây ra chuyện. Cái chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi, em cũng đã xin lỗi. Thôi, cô khỏi phải giải thích nữa đi, ra ngoài. Nhưng mà em... Tôi nói ra ngoài. Dạ. Còn một chuyện nữa tôi nhắc cho cô rõ, nơi này là công ty, nếu để tôi thấy cô kiếm chuyện với bất kỳ người nào ở Hứa Dương thì đừng có trách. Dạ, em biết rồi. Dương Thiên Vũ cảnh cáo Hứa Uyển Tâm, ngoài việc không có muốn cô ta gây náo loạn trong công ty thì còn một nguyên nhân khác, đó là vì anh em Hứa Thành Quân. Ai kêu Thành Quân là bạn của anh chứ? Anh từng lỡ hứa với anh ấy rằng sẽ bảo vệ yêu thương Vi An như em gái. Nhưng đó là trước khi Vi An về nước. Sau này gặp cô xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười. Tự nhiên anh lại muốn nuốt lời. Nhưng mà lời đã hứa anh buộc phải thực hiện. Chỉ là hiện tại chưa sẵn sàng mà thôi. Nhắc nhở Hứa Uyển Tâm xem như đã là đang bảo vệ Vi An khi Thành Quân không có mặt ở Hứa Dương. Hôm sau mới tờ mờ sáng, Vi An còn đang say giấc đã bị anh trai đánh thức. Hai mắt cô nhíu chặt, lờ đờ nhìn xung quanh. Thấy trời chưa có hửng sáng mà Thành Quân đã gọi dậy thì ngái ngủ của hỏi anh. Anh, em đang ngủ ngon mà gọi dậy mặn gì? Dậy, chạy bộ cùng với anh. Hầm hở? Em về nước cả tháng nay rồi, có bao giờ anh rủ em chạy bộ đâu. Em không có đi, em muốn ngủ. Từ bây giờ, sáng nào anh cũng sẽ gọi em dậy để tập thể dục cho khỏe. Em quá khỏe rồi, không cần phải tập thể dục vào buổi sáng đâu. Vi An mệt mỏi nằm ngã ra giường. Thành Quân kéo cô ngồi dậy. Em mở mắt ra cho anh. Không, hôm nay anh sao vậy? Em đang ngủ cứ bắt em chạy bộ. Em mét ngoại đó nghe. Tối hôm qua ngoại mới nói với anh là dạo này em lười vận động, kêu anh sáng đi chạy bộ phải rủ em đi cùng đó. Nhưng mà em không thích, em muốn ngủ. Nếu anh muốn chạy bộ thì để mai đi, tối em đi ngủ sớm, sáng mới dậy được. Đừng có kỳ kèo, anh cho em 15 phút chuẩn bị. Sau cùng, vì không thắng nổi Thành Quân, Vi An buộc phải cùng anh chạy bộ. Cứ tưởng chỉ có hai anh em cô, ngờ đâu chạy ra đến đầu đường thì gặp Dương Thiên Vũ. Thành Quân dỗ vai Thiên Vũ. Xin lỗi nghe, tôi ra trễ. Không có sao, tôi mới chạy được một đoạn thôi. Hôm nay có em gái của tôi nữa. Ừ. Dương Thiên Vũ đáp lại rất nhạt nhẽo. Thành Quân cũng không có nói nhiều mà bắt đầu chạy bộ. Vi An chạy bên cạnh anh trai nói nhỏ. Anh thừa biết em và Thiên Vũ không có ưa gì nhau, sao còn rủ em đi chạy bộ cùng với hai người? Không lẽ em và cậu ta tính ghét nhau tới già hả? Chuyện lâu rồi thì bỏ qua đi, giận nhau dai vậy. Em không có giận mà là ghét. Anh ta dám coi thường em, sàm sỡ em. Em cũng đã đánh người ta rồi, nể mặt anh bỏ qua đi. Còn lâu đó, anh binh bạn anh thì đừng có nói chuyện với em nữa. Em về đây. Dứt lời, Vi An ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Lý do ghét Thiên Vũ chỉ là phụ, quan trọng hơn là cô không có hứng chạy bộ. Lúc này chỉ muốn về nhà ngủ thêm mà thôi. Bất lực trước cô em gái bướng bỉnh, Thành Quân đành mặc cho Vi An bỏ về. Anh chạy lên phía trước cùng với Thiên Vũ hỏi cậu ta. Cậu và em gái mình dạo này thế nào rồi? Thế nào là thế nào? Thì có gây gổ cãi nhau không? Vẫn chưa có làm bạn được sao? Thay vì hỏi mình, cậu về hỏi em gái cậu thì hơn. Mình không có muốn dây dưa với Hứa Vi An cho lắm. Cậu tưởng không có muốn dây dưa mà được sao? Xét về công việc, Vi An là nhân viên của cậu. Xét về phương diện tình cảm, con bé là em gái của bạn thân cậu, nên cậu cũng phải chăm sóc bao bọc. Bao bọc Vi An giống như mình. Việc này chúng ta đã thống nhất từ trước, cậu không có được nuốt lời đó. Dương Thiên Vũ dừng chân, anh nhìn Thành Quân thốt ra từng lời. Còn xét về cá nhân, em gái của cậu là quan gia với mình đó. Cậu và em gái của tôi có cần nhỏ mọn hẹp hòi thù dai như vậy không? Chuyện nhỏ như vậy mà cứ làm quá lên à. Giống dĩ tôi đã muốn bỏ qua cho Hứa Vi An nếu như em của cậu xin lỗi đàng hoàng. Nhưng đằng này thì không, đã sai mà còn ương ngạnh nữa. Vậy cậu ôm ngực, lấy mất cái nụ hôn đầu của em gái tôi thì sao đây? Tính ra con bé thiệt thòi hơn cậu nhiều đó. Cậu nghĩ mình muốn hôn em gái cậu lắm sao? Biết ai kia vẫn còn nhớ da diết người cũ, dù chưa từng nhìn thấy mặt mũi cô gái đó ra sao. Có xinh đẹp bằng hay hơn Vi An không thì Thành Quân tin Thiên Vũ sẽ không có thừa nước đục thả câu, làm những cái việc thiếu đứng đắn với em gái của mình. Hứa Thành Quân khẽ cười nói đùa. Thì cậu chưa có muốn. Nhưng lỡ một ngày nào đó cậu say em gái mình như điếu đổ thì sao? Đời mà, đâu có ai nói trước được cái gì đâu. Quan gia mà hay gặp nhau thì dễ lên duyên lắm đó. Cậu bớt tưởng tượng đi. Không bao giờ tôi thích em gái của cậu đâu. Em gái của mình đáng giá lắm đó nghe. Khi con bé sống ở Pháp, trai nó xếp hàng tặng quà nhiều không đếm xuể luôn đó. Muốn mời em mình đi ăn nó còn khó. Tính khí quái quăm như em của cậu cũng có người thích, thì chắc chỉ vì yêu vì nhan sắc thôi. Nè, cậu đang chê em mình xấu tính đó hả? Vi An bướng bỉnh một chút thôi, nhưng đáng để yêu lắm đó. Thì em gái của cậu là nhất rồi, được chưa? Hứa Thành Quân nghe ra trong câu nói của Thiên Vũ chỉ là nói cho vừa lòng anh. Hai bên tiếp tục chạy bộ. Thành Quân chuyển chủ đề, nhắc đến vấn đề cách đây mấy hôm ông bà Dương nói với anh. Nghe ba mẹ của cậu nói tập đoàn Win sắp cho ra mắt dòng xe mới hả? 3 tuần nữa. Mẹ cậu nhờ mình tìm người quay quảng cáo. Tôi chưa có nghe ba mẹ nói về cái chuyện này. Cũng dễ hiểu thôi, vì người mẹ cậu chọn là Vi An mà. Dương Thiên Vũ lập tức phản đối. Tôi không có đồng ý, ai cũng được, trừ em gái của cậu ra. Kệ cậu, mình nói cho cậu biết chứ không phải để hỏi ý kiến của cậu, vì ba mẹ của cậu đã quyết định rồi. Tôi là tổng giám đốc ở Win đó. Nhưng mà ba cậu là chủ tịch, vẫn cao hơn cậu một bậc. Hứa Thành Quân! Thiên Vũ bất mãn gọi cả họ lẫn tên của Thành Quân. Mấy năm gần đây, mỗi khi Win ra mắt dòng xe mới, đều là em họ của Vũ làm người đại diện. Nhưng thời gian này, cậu ta có dự án phim quay ở bên Hàn nên không thể về trước ngày ra mắt sản phẩm. Vả lại, một khi ông bà Dương đã ấn định sẽ rất khó để thay đổi, nên Thiên Vũ gần như không còn cách nào phản đối việc Vi An quay quảng cáo cho công ty. Tôi chưa có nói cho Vi An biết chuyện này, đợi con bé ký hợp đồng với DNJ xong, mình sẽ đưa nó đến Win để trao đổi công việc sau. Tới lúc Vi An chịu thiệt thòi, thì cậu đừng có nói là tôi chấp nhặt cái chuyện cũ làm khó em cậu đó. Tôi không có hy vọng cậu gây khó dễ với Vi An. Hãy để cho em gái tôi hoàn thành tốt công việc con bé phải làm. Được thôi. Tôi sẽ làm đúng với vai trò tổng giám đốc. Sau khi chính thức trở thành người đại diện của tập đoàn DNJ, lượng người biết đến Vi An tăng lên nhanh chóng. Chỉ riêng việc cô chia sẻ cuộc sống giàu có của mình lên mạng xã hội đã kéo về lượt theo dõi đáng kể. Xinh đẹp, giỏi giang, có nhiều năm kinh nghiệm, làm người mẫu ở bên Pháp. Những bộ ảnh Vi An chụp trước đó đều được mọi người đào lại kèm theo những lời khen ngợi. Biết mình sẽ quay quảng cáo cho tập đoàn Win nhà họ Dương. Mới đầu Vi An nhất quyết không chịu, nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng với anh trai, cuối cùng cô cũng khuất phục. Cô tự nhủ, mình đường đường là Hứa Vi An, không sợ trời không sợ đất, thì việc gì phải ghét Dương Thiên Vũ mà bỏ qua công việc chứ. Đến lúc đó, anh sẽ cho rằng cô sợ anh ta nên không có dám đến tập đoàn Win làm việc. Hơn nữa, Vi An muốn chứng minh cho Thiên Vũ thấy năng lực của bản thân để anh tâm phục khẩu phục rằng những fan yêu thích cô ngoài việc mê nhan sắc, ngưỡng mộ gia thế thì còn thích cô bởi cái tính cách thẳng thắn và hiệu suất làm việc tốt. Uyển Tâm hay tin Vi An được hợp tác với hai tập đoàn có danh tiếng thì lòng ghen ghét đố kỵ trào dâng đỉnh điểm. Cô ta tức đến phát điên, ném cái iPad đang xem tin tức viết về Vi An xuống sàn nhà khiến cho nó bể tan tành, luôn miệng hét lớn. Ông Hứa đi làm chưa có về nên biệt thự chỉ còn người giúp việc và Tô Hoài Thu. Nhìn bộ dạng tức giận phá phách của cô Út mà người nào người nấy đều sợ hãi, không có dám tiến tới can ngăn. Toàn bộ bình hoa nằm trong tầm dói của Hứa Uyển Tâm đều bị cô ta đập bể. Bà Hoài Thu ở trên lầu nghe tiếng con gái la hét liền đi xuống, nhìn cái bãi chiến trường trước mắt, bà ta nhíu mày gọi con. Uyển Tâm, con làm cái gì vậy hả? Dừng lại ngay cho mẹ. Đáng ghét, mày chết đi. Con có nghe mẹ nói không hả? Dừng ngay. Tiếng quát lớn của bà Hoài Thu cuối cùng cũng giúp cho Uyển Tâm định thần trở lại. Bà ta nhanh chân bước đến bên con gái, đưa bàn tay đã xuất hiện cái nếp nhăn của mình, dán những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt của Hứa Uyển Tâm, ép cô ta đối diện với mụ. Con làm sao vậy? Mẹ, con ghét con Vi An, con ghét nó lắm. Nó lại làm gì con gái của mẹ? Nó ức hiếp con, mẹ biết cái gì chưa? Nó không những đã trở thành người đại diện của tập đoàn DNJ mà còn được tập đoàn Win mời quay quảng cáo cho bữa lễ ra mắt cái dòng xe mới sắp tới nữa đó. Mẹ vừa mới xem tin tức, con có ghét nó thì cũng không có nên đập phá đồ đạc ở trong nhà. Một lát nữa ba về hỏi chuyện, con sẽ phải trả lời làm sao đây? Con mặc kệ, lúc này con chỉ muốn đánh chết cái con Vi An mà thôi. Con muốn nó cút khỏi đây, biến về bên Pháp đi, nó chết luôn càng tốt. Người làm trong nhà phân nửa là người cũ, đã làm việc ở đây từ hồi mẹ Vi An còn sống, nên họ không có ưa gì mẹ con bà Hoài Thu, vì họ quá đổi ác độc và giả tạo. Những người mới cũng không có mấy thích mẹ con bà ta, vì thường bị ăn đánh vô duyên vô cớ mỗi khi hai mẹ con bực tức. Giờ phút này đây, không ai dám lại gần, chỉ đứng khúm núm một chỗ nghe mẹ con của họ chửi rủa Vi An. Hứa Bích Diệp đi học về, thấy phòng khách bừa bộn những mảnh sành bể, cho nên hỏi mẹ và em gái đang đứng nói chuyện với nhau. Mẹ, sao bình qua bể hết thế này? Em nó đập ra đó. Không còn xa lạ cái tính xấu của em gái, Bích Diệp khẽ thở dài nói với người làm. Mọi người quét dọn đi, đừng có để ba về nhìn thấy đó. Dạ, thưa cô. Bích Diệp đến bên mẹ hỏi Uyển Tâm. Em lại có chuyện gì? Ai chọc giận em? Còn ai vô đây nữa? Là con Vi An đó. 3 ngày nay em có đến công ty Hứa Dương đâu, là sao Vi An khiến em tức giận được? Ai nói? Kể ra không có trực tiếp gặp nó, thì nhìn thấy nó tươi cười ở đâu em cũng thấy ngứa mắt à. Rảnh rỗi quá, đi xem tin tức về người ta rồi ghen tị hả? Em không bao giờ ghen tị với cái loại người như nó đâu. Giả nhân giả nghĩa, ngứa mắt à. Em đó nghe, nói là không quan tâm đến Vi An, nhưng chị thấy ngày nào em cũng vào mạng xã hội của Vi An, xem từng bức ảnh, soi từng cái comment. Em làm vậy thì có được cái gì đâu, ngoài việc chút thêm buồn bực vào người thôi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Một đời thương, tác giả Vân An. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3.